Dân làng Đồng Tâm vào sáng ngày 21 tháng 4 thả thêm một cán bộ bị giữ trong vụ tranh chấp đất đai nổ ra từ ngày thứ Bảy 15 tháng 4 vừa qua. Người được thả ra là ông Đặng Văn Cảnh, trưởng ban tuyên giáo huyện ủy Mỹ Đức. Biên bản thả người được công khai trên mạng Internet cho thấy chữ ký của đại diện dân làng Đồng Tâm, người được thả và xác nhận của viên chức địa phương. Người được thả ra cho biết, trong suốt thời gian bị dân làng giữ ở nhà văn hóa thôn Hoành, được đối xử tử tế, không có chuyện đánh đập những người bị tạm giữ. Ông Đặng Văn Cảnh, nằm trong số 20 người còn bị dân làng Đồng Tâm giữ, vừa qua có 15 cảnh sát được trả tự do và tin nói có 3 người tự giải thoát trong tổng số 38 cán bộ, nhân viên và cảnh sát bị bắt giữ hôm 15 tháng 4 vừa qua. Hai viên chức huyện khác đang bị giữ được cho biết gồm ông Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Đức Đặng Viết Triều và Phó trưởng Công an huyện Mỹ Đức là Nguyễn Thanh Tùng. Cũng tin liên quan, ngày 20 tháng 4, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội ra quyết định hủy bỏ quyết định tạm giữ đối với cụ ông Lê Đình Kình, 83 tuổi. Ông này vừa được mổ vì bị thương trong ngày 15 tháng 4 khi được mời đi họp nhưng rồi bị bắt. Ông Lê Đình Kình là người đại diện dân chúng trình bày tình trạng thu hồi đất mà dân làng cho là phi pháp. Mạng báo Tiền Phong vào ngày 21 tháng 4 loan nguồn tin riêng, nói có thể sáng ngày 22 tháng 4, ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung sẽ về làng Đồng Tâm đối thoại trực tiếp với dân chúng ở đó. Vào chiều ngày 20 tháng 4, ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cùng phái đoàn chỉ về Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Đức, rồi gửi giấy mời đại diện dân làng Đồng Tâm lên để nói chuyện. Thế nhưng dân không đồng ý. Phái đoàn của Chủ tịch Nguyễn Đức Chung lúc đó chỉ làm việc với một số cán bộ địa phương. Thưa quý vị, gần 50 tổ chức xã hội dân sự độc lập và gần 40 cá nhân trong và ngoài nước ký tên vào bản lên tiếng ủng hộ đồng bào Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội. Bản lên tiếng này làm ngày 20 tháng 4 do hai tổ chức khởi xướng là Hội cựu tù nhân Lương Tâm và Khối tự do dân chủ 8406. Bản lên tiếng lượt thuật lại diễn biến của sự việc tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội bùng nổ vào sáng ngày 15 tháng 4 vừa qua. Trước những diễn biến như thế, bản lên tiếng có 5 tuyên bố. Theo đó, Đồng Tâm là hậu quả của việc hiến pháp và luật pháp Việt Nam phủ nhận quyền tư hữu đất đai của người dân. Tiếp đó là hành xử bị cho quy kết vô luật, thái độ hống hách của nhà cầm quyền với người dân. Bản lên tiếng bày tỏ ủng hộ đối với cuộc đấu tranh của người dân Đồng Tâm, tương tự hoạt động đấu tranh đòi quyền sở hữu đất đai, quyền sống, quyền con người của người dân tại những nơi khác như Dương Nội, Hà Đông, Cẩm Giàng, Hải Dương. Một thành viên của khối 8406, kỹ sư Đỗ Nam Hải, cho biết về bản lên tiếng như sau. Những cái tổ chức xã hội dân sự, những người đang đứng lên đấu tranh cho tự do dân chủ ở Việt Nam ấy, là muốn chia sẻ, hỗ trợ, động viên những đồng bào của ta, của chúng ta đang trực tiếp đòi lại công lý, đòi lại những cái quyền lợi của mình một cách chính đáng ở Đồng Tâm, ở Hà Nội. Chúng tôi cũng đang theo dõi xem là những cái động thái sắp tới của cái nhà cầm quyền này đối với cả đồng bào Mỹ Đức và kêu gọi là đồng bào ở trong nước, đồng bào ngoài nước sát cánh cùng với cả đồng bào Đồng Tâm để mà đứng lên đòi lại những cái quyền lợi chính đáng của họ. Cho đến hiện nay, đất đai tại Việt Nam theo nguyên tắc cộng sản công hữu về tư liệu sản xuất là thuộc về toàn dân. Người dân chỉ có một quyền gọi là quyền sử dụng đất. Các vấn đề tranh chấp đất đai, nhất là đất nông nghiệp, bắt đầu nảy sinh từ khi Việt Nam chấp nhận cơ chế thị trường. Một trong những lý do nảy sinh tranh chấp đất là quyền sở hữu đất đai là của toàn dân do nhà nước đại diện, nhưng trên thực tế có nhiều thành phần khác nhau trong xã hội khai thác đất đai. Vì lý do này, vào năm 2013, một số trí thức và chuyên gia Việt Nam đã đề nghị nhà nước Việt Nam thay đổi luật đất đai với sự công nhận nhiều loại sở hữu khác nhau, trong đó có sở hữu tư nhân. Bà Phạm Chi Lan là một trong số những người đề nghị đó. Chúng tôi kiến nghị là trước hết là cho nông dân, dân nông nghiệp, để cho người nông dân họ được sở hữu trên mảnh ruộng của họ hơn là chỉ có quyền sử dụng đất. Mà quyền sử dụng đất đó thì tuy luật pháp trao cho nhiều quyền, nhưng nó khá mong manh ở chỗ là nhà nước vẫn duy trì, vẫn giữ lại cái quyền thu hồi đất. Mà quyền thu hồi đất đó thì có thể được thực hiện tới 4 cấp của nhà nước khác nhau, trong đó có cả cấp xã.
tức là ở cấp cơ sở mà người ta cũng có thể là thực hiện một cách rất là tùy tiện, chứ không phải đúng như yêu cầu của luật. Mà ngay luật thì cũng để ra một phạm vi quá rộng cho những tình huống mà nhà nước có thể thu hồi lại đất, thì nó làm cho người nông dân được quyền sử dụng đất thì người ta vẫn cảm thấy rất mong manh. Trong vụ khủng hoảng về đất đai mới nhất là Đồng Tâm, căn cứ theo những dữ liệu được báo chí chính thống Việt Nam nêu ra từ năm 2014 đến nay, có hai vấn đề gây nên khủng hoảng. Thứ nhất là quyền sử dụng đất đã rất không rõ ràng giữa đất của quốc phòng và đất nông nghiệp, giao cho nông dân sử dụng. Thứ hai là việc lạm dụng quyền lực của các viên chức cấp xã và cấp huyện trong vấn đề phân chia quyền sử dụng đất. Bà Phạm Chi Lan cho rằng cần hạn chế quyền của nhà nước trong việc thu hồi quyền sử dụng đất của người nông dân. Riêng cá nhân tôi thì tôi rất muốn dỡ bỏ cái điều quy định trong luật hiện nay, nói là nhà nước trong những lý do để thu hồi đất ấy, thì nói là có lý do về các dự án phát triển kinh tế xã hội khác, thì cái đó nó quá rộng và nó không làm rõ được các lĩnh vực khác nhau, cho nên nó dẫn đến tình trạng ở một số nơi các địa phương người ta thu hồi đất trùng lương của dân để rồi giúp cục ngoại giao cho một ông doanh nghiệp khác để làm. Người dân đền bù một thì ông doanh nghiệp có đất, ông ấy giá đất sau đó có thể là lên tới cả trăm lần, và từ đó nó gây nên những chuyện khiếu kiện đất đai tràn lan ở Việt Nam, và chuyện đất đai nó trở thành một trong những cái bất công nhất ở Việt Nam hiện nay. Chuyện các cá nhân hay công ty thu lợi từ đất đai nông nghiệp chuyển mục đích sử dụng sang xây cất nhà cửa thường xảy ra ở những khu vực ven thành phố lớn, nơi đang chứng kiến một quá trình đô thị hóa rất nhanh chóng của Việt Nam. Ngoài ra, còn có các khu công nghiệp, các công ty xây nhà máy, khu vui chơi cũng thu lợi từ việc lấy đất giá rẻ của nông dân qua bàn tay của nhà nước, như trường hợp dự án Eco Park ở Hải Dương, sân golf Đông Anh, dự án Vietten ở Đồng Tâm, đều dẫn đến những xung đột mà trong đó lực lượng chức năng của nhà nước giúp các nhà kinh doanh lấy đất. Nhưng trong luật đất đai của Việt Nam lại có nêu ra rằng nhà nước sẽ thu hồi đất của dân vì những dự án phát triển kinh tế xã hội. Bà Phạm Chi Lan cho rằng người dân Việt Nam sẵn sàng hiến đất của mình để xây dựng các căn cứ quân sự bảo vệ quốc gia, xây trường học, cầu đường. Nhưng nếu chỉ là mục đích thương mại thì chuyện trưng dụng đất đai của người dân là không thỏa đáng. Cái đó là cái mà nó gây ra sự lạm dụng nhiều nhất. Tức là nhân danh dự án kinh tế hoặc xã hội thì người ta có thể nhà nước đứng ra thu hồi đất, nhưng mà lại giao cho một tư nhân khác, một tư nhân hoặc là một cơ sở của nhà nước. Nhưng làm cái dự án mới là hoàn toàn mang tính chất thương mại, chứ không phải mục đích phục vụ công cộng. Bà Phạm Chi Lan nói rằng ngay cả khi Việt Nam công nhận quyền tư hữu về đất đai, thì nhà nước cũng có quyền giữ cho mình quyền thu hồi đất của dân, cũng như tất cả những quốc gia khác. Nhưng với điều kiện, việc thu hồi đó phải thực sự là dùng vào mục đích công cộng. Đề nghị của bà Phạm Chi Lan và các trí thức Việt Nam vào năm 2013 đã không được chấp nhận, và luật đất đai của Việt Nam cũng như Hiến pháp 2013 sửa đổi chỉ công nhận một quyền sở hữu duy nhất là sở hữu nhà nước về đất đai. Nhưng bà Phạm Chi Lan cho rằng nhiều chuyển biến lớn đã xảy ra từ năm 2013 đến nay, đã khiến cho nhà nước Việt Nam bắt đầu có sự điều chỉnh. Như mới đây, chính phủ cho phép nghiên cứu để nới rộng quyền được canh tác trên diện tích lớn hơn của nông dân. Ngoài ra còn có quyền tài sản được bao gồm quyền sử dụng đất. Bộ luật dân sự của Việt Nam ấy, được Quốc hội thông qua vào tháng 11 năm 2015 thì có quy định rõ về quyền tài sản. Trong quyền tài sản thì có ghi cả và là quyền sử dụng đất cũng là quyền tài sản, cũng được coi là quyền tài sản. Vận dụng quyền sử dụng đất là quyền tài sản và đưa vào cái luật đất đai sửa đổi lần này thì nó đã là một cái mức độ công nhận cao hơn rất nhiều cho người có quyền sử dụng đất rồi. Quyền tài sản thì theo luật định lại là quyền bất khả xâm phạm. Có nghĩa là sau này kể cả trường hợp nhà nước muốn thu hồi đất thì phải có đền bù cho người dân theo cái cách là mua lại tài sản của người ta, chứ không phải là trưng dụng hoặc là thu hồi như cơ chế trước đây nữa. Trong tình trạng luật pháp hiện nay, bà Phạm Chi Lan cho rằng nhà nước vẫn có quyền giữ lại đất đai để có thể sử dụng cho những chương trình, dự án của nhà nước. Nhưng giữ lại như thế nào thì nó phải thật minh bạch, phải hỏi ý kiến của người dân trước khi quyết định lấy lại cho một mục đích gì đó. Rất minh bạch thì mới trong cơ chế thi hành thì mới có thể được. Còn cái gây ra bất bình lâu nay là vì nó không minh bạch, không dân chủ trong quá trình lấy lại và gây ra cái uất ức
cái cảm thấy cái oan ức cho những cái người bị thu hồi đất, và nó mang lại lợi ích cho một nhóm nhỏ, thậm chí là cá nhân hoặc là một cái công ty tư nhân nào đó, chứ không phải là cho lợi ích chung của cộng đồng. Trong trường hợp giải tỏa thu hồi đất đai ở làng Trịnh Nguyễn, dân chúng đã bất bình vì mặc dù nhà máy của tư nhân được xem là dùng để xử lý nước thải bảo vệ môi trường, nhưng lại sử dụng vùng đất màu mỡ của nông dân. Và người nông dân cũng lo ngại nhà máy đó gây ra ô nhiễm cho đời sống của họ, nên họ đã phản đối. Trong trường hợp xã Đồng Tâm hiện nay, theo số liệu của báo chí Việt Nam, mỗi người dân chỉ có 230m2 đất trồng lúa và 134m2 đất trồng hoa màu. Cho nên họ rất không đồng ý khi có hàng chục hecta đất lại được giao cho một công ty, dù là của nhà nước như Viettel, nhưng lại là một công ty thương mại.